Hôm nay mình sẽ test thử game Liên Quân trên Sky A900. Hiện tại bên mình cũng có bán cái dòng sản phẩm này với giá rất là hợp lý, chỉ với 1.700.000, bao gồm phụ kiện và bảo hành 12 tháng phần mềm. Máy còn rất đẹp. Xài dòng này cũng giống như xài dòng Samsung, giao diện khá giống. Màn hình là 5.6 inch, RAM 2GB, ROM 16GB, CPU Snapdragon 800. Nói lại, dưới tầm giá 2 triệu thì con này nên lựa chọn vì màn hình bự và cấu hình tốt. Rất là đẹp, nhưng mà không có một vết xước. Nhưng mà trên đầu này thì vẫn có một ít vết nhâm li ti ở đây, không đáng kể cho lắm. Relax, it was just a joke. Nếu mà hình 5.6 anh như vậy thì có thể chiến game cực tốt. Máy hỗ trợ găng tay dạng vuốt, cái dạng này thuộc cái dòng S5 nè, nhưng mà nó thì nó ok hơn nhiều. Camera thì 13 chấm, trước thì 2 chấm, có đèn LED dưới đây rất là, ở dưới đây là có đèn báo hiệu rất là ngộ, nó báo rất là nhiều đèn, rất là vui mắt. Lo thì rất là lớn luôn, lo rất tốt. Tóm lại với tầm giá với 2 triệu thì con này rất là ngon. Nếu bạn mua bỏ dùng 2 triệu để mua một cái máy mới thì sẽ không có thể nào mà chiến game tốt như cái dòng máy Sky 900. Với lại cái máy này có thể là thay thế pin được. Thường nếu mà để cày game thì máy sẽ mau bị chai pin, phì pin. Mấy cái máy mà bị phì pin rồi á, mà thuộc dạng như là nguyên khối á, thường nó bung màn, có thể là nứt màn hoặc là nứt kính sau lưng gì đó. Còn mấy cái máy mà nó có thể mở nắp ra được, thay thế pin được thì nó chỉ phì, nếu mà phì pin thì chỉ là bung nắp lên thôi. Thì các bạn có thể mua pin mới và thay thế vào. Quá ngon. Music. Nghe nhạc này cho nó phấn khích. Nói chung thì dứt thôi. Để phải úa đến tàn cả hương sắc.
con này luôn heo hồn.